Ngày 18 tháng 3, sau một ngày nằm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của em TNTM, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị kẻ lạ tấn công trong lô cao su đã ổn định và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, tâm lý em vẫn rất lo sợ. Em khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Khuôn mặt em vẫn chi chít những vết thương, đôi mắt sưng húp do bị đánh đập. Khi thấy người lạ, em ngồi một góc. Sau khi được bố mẹ động viên, em kể chiều qua 17 tháng 2, khi đi học về ngang qua đoạn đường lô cao su vắng, em bị một người đàn ông lôi tóc từ phía sau, khiến em và xe đổ nhào xuống. Sau đó, người này đánh liên tiếp vào vùng mặt, khiến em không kịp phản ứng. Con quay lại thì chỉ kịp thấy một người đàn ông mang áo, quần lửng màu đen, bịt khẩu trang. Người này đánh liên tiếp vào vùng mặt, rồi đầu. Còn có kêu cứu, van xin tha, nhưng vẫn bị người này dùng chân kẹp vào mặt, rồi đánh kéo lê. Sau đó con bất tỉnh, không còn biết gì. M lo lắng kể lại. M cho biết người này đi cùng một con chó. M bị đánh đến ngất, cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông cũng mặc quần đen, bịt khẩu trang gọi dậy hỏi có sao không. M cầu xin người này đưa em về nhà, nhưng người này liền bỏ đi. M thấy mình đang nằm trong một cái hố, gần đó là chiếc xe đạp. Khi tỉnh táo hơn, M cố bò ra khỏi hố rồi lấy xe đạp, vừa đạp vừa hoảng hốt nhìn ngó. M cứ đi theo ánh sáng bóng điện, cũng không biết đi đâu, cho đến khi về được nhà cô ruột cách đó không xa. Nhà đó xuống thì bé có bé cũng ôm ba, khóc ở đây ba ơi, tôi sợ lắm, cứu con với. Thì bé vô cũng kêu ở nhà bà cô cũng kêu cứu con với, chứ cũng biết gì mà cứ chụp giật vậy đó. Lúc ba điện thì về đi ra bệnh viện luôn. Thì em cũng về bệnh viện thì bé lúc nhớ lúc không thì hỏi bé thì nhìn bé kể là thì con đang đi về thì con đạp từ từ có chú kia đi bộ mặc quần người màu đen áo màu đen mà có con chó thì sao mà chú đi chạy con đi đối chiều mà chú đi lại thì trong lúc mà chú đi xuống thì tự nhiên nắm tóc con lại con hỏi chú sao nắm tóc con thì chú đánh tới tóc con mặt thì con kêu chú ơi thả con ra lúc con mà té xuống chú đánh con đau quá. Rồi con mới nói chú mới giúp chỏ lên thì bé đang ngồi mới giúp cái chỏ lên chân á thì cầm lên cái khuôn miệng đó là bé chặt cổ bé nha nhìn nắm đồ cái chặt đấm vô mặt tối tóc á thì bé xỉu xuống lúc bé xỉu xuống thì bé nó bé biết gì nhưng lúc bé tỉnh dậy thì nó thấy mình dưới cái hố á mà bé nó lúc tỉnh con tỉnh dậy thì con tỉnh như con không tỉnh mà có chú nào đi ngang kêu là à bé ơi dậy đi về cái tối kìa thì con mới ngồi dậy con mơ màng con biết con bị ảo giác cái gì thì con hỏi là chú ơi chú biết nhà con không biết ba mẹ con không là chú kia không trả lời mà đi một mạch luôn không nhìn lại thì lúc mà đó là bé sợ quá cũng bé không biết đường về bé cứ quấn đường bé chạy là cứ thấy bóng đèn sáng ngoài đường là bé dẫn chiếc xe là cứ chạy đi ra theo cái bóng đèn sáng thôi đi ra thì đúng ngay nhà bà cô rồi gõ cửa là kêu cứu cô đó. Về tới nhà cô, M vẫn còn hoảng sợ mệt lả người đi trên ghế. Anh Nguyễn Thanh Nhân, cha của M cho hay, cùng ngày công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức cùng gia đình đã tới hiện trường để điều tra vụ việc. Khi trò chuyện, ánh mắt anh Nhân không giấu nổi sự tức giận và nỗi đau đớn tột cùng khi nhìn con gái với thương tích đầy trên khuôn mặt. Lúc đó đang làm vườn, bạn học cùng khối với M chạy đến báo con tôi bị đánh, đang ở nhà cô Hương. Tôi vào lấy điện thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô Hương nên vội vàng chở con Út chạy tới. Lúc đó nhìn thấy mặt con, tôi sững người lại, xót xa, nhìn thấy mặt con đầy vết bầm tím, sưng húp. Anh Nhân nghẹn ngào. Theo gia đình, M kể rằng đã bị đánh tại đường chính giữa hai lô cao su, sau đó bị kéo lê một quãng, rồi tới cái hố. Tại hiện trường, người nhà và cơ quan điều tra cũng phát hiện cái hố, và từ vị trí M gặp kẻ lạ cho đến khi em bị kéo lê đến hố qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau khoảng 3 mét. Vậy nên, M đã bị kéo lê khoảng 60 mét từ đường đến chiếc hố, nơi M kể. Theo camera của một quán tạp hóa, nơi M cùng bạn của mình dừng lại mua bánh mì, thì hình ảnh cuối cùng trước lúc M đi lên con đường mòn ngã ba dẫn ra lô cao su là lúc 17 giờ 24 phút, chiều 17 tháng 3. Lúc này, bạn của M đi về nhà gần đó, M tiếp tục quãng đường về nhà, đi qua lô cao su và bị kẻ lạ mặt đánh. Theo mẹ của M, hai vợ chồng xưa nay không có hiềm khích, thù hằn với ai. Bản thân M cũng là đứa hiền lành, chưa từng nghe phản ánh gây gổ hay đánh nhau với bạn. Được biết, gia đình M thuộc diện khó khăn. Cả bố và mẹ đều làm vườn hoặc đi làm thuê, làm mướn cho người khác. Ngôi nhà của M tạm bợ, chắp vá lọt thỏm trong khu cao su vắng vẻ, nên tuyến đường đi học, M phải đạp xe băng qua lô cao su, hầu như ít người đi.
ngoài bố mẹ, còn có thêm một em gái 4 tuổi. Trong ngày, đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn như Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngãi Giao cùng nhiều đơn vị cũng đã đến gia đình em M thăm hỏi, động viên em và gia đình.